Đây. Rồi. Bây giờ thì như sau, cô tiến hành này. Cô sẽ cầm thìa dĩa này, thìa này. Cô sẽ đưa con gà của cô kẹp một cái thìa phía dưới này. Các em có thể đặt cái dĩa ở phía bên trong lòng của con gà này, giữ ở phía dưới này, đưa con gà sang cái thớt của chúng ta này, được chưa? Đó. Và sau đó thì để cái thìa ra này. Rồi cái đĩa này chúng ta để ngay ngắn ra này. Bắt đầu chúng ta tiến hành thao tác nhá. Đĩa để khay dụng cụ ở phía trên. Các em sẽ thao tác như sau. Các bạn sẽ nghiêng con gà lên để cho nó nằm nghiêng này. Đấy. Rồi, con gà này có vẻ nhìn có vẻ nó hơi ấy hơn này. Nó cái phần đùi của nó đang bị dính vào cái phần cánh. Ra chỗ khác, Miu, chị gửi Miu ra ngoài đi, có Miu gửi vào đây. Con mèo như cô nó săn con gà từ trưa đến giờ. Có thấy con gà nó đứng ở đấy từ trưa đến giờ. Đầu tiên cô sẽ làm hai cái đùi trước này. Cô sẽ lấy cái dĩa này, cô xiên vào cái phần đùi, cái phần thịt đùi phía trên này, xiên ở giữ này. Đó. Sau đó thì là cô sẽ ngửa cái phần đùi lên này. Sau đó cô lấy dao này, cô đi vào phía bên cạnh lườn này. Cô ngưng, tức là cô sẽ nghiêng cái con gà nằm nghiêng ra nhá. Cô sẽ đi con dao vào cạnh lườn của con gà. Đó. Cô sẽ cắt xuống, đưa cái nhát cắt xuống phía dưới này. Đó. Cái tay cô sẽ giữ ở trên phần đùi của gà trên này này. Đó. Và sau đó thì là cô sẽ đưa đến cái phần khớp của gà này. Cô hất cái tay ra này, cô bừa cái phần đùi ra nhá. Sau đó cô đưa cái dao vào cắt ở phần khớp của con gà. Đó. Rồi. Sau đó thì là cô cắt xuống phía dưới. Rồi. Đây là cô đã lọc được cái đùi này, các em nhìn thấy không ạ? Tức là cắm cái dĩa vào phần giữa hai cái phần đùi của gà này, cái phần chân đùi gà với cái phần lợn này, đấy, cắm vào đó. Và tay mình giữ, mình ngửa cái dĩa ra như này, và tay bên này của mình sẽ cắt vòng theo cái phần đùi, má đùi của nó này. Cắt vòng theo cái phần má đùi nhá. Đó. Thế là cô được một cái phần đùi rồi. Cô sẽ nhấc bỏ sang đây, cô xếp vào cái đĩa bên này. Xếp cái đĩa ra đồ đây. Đó. Và bây giờ cô chuyển sang làm phần đùi tiếp theo thì cô bắt đầu cô quay phần đùi này sang. Con gà nó đang này, cô quay phần đùi sang này. Đó, và cô giữ lại làm ngửa lên. Đúng không ạ? Cô nghiêng nó lên này. Cô lại tiếp tục giữ cái dĩa này xiên vào giữa cái phần cạnh đùi của nó này. Xiên vào giữa phần thịt đùi của nó này. Đó. Sau đó cô đặt cái thìa ra, dùng dao. Tại vì chúng ta đang thao tác trước mặt khách hàng mà, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa lách con dao vào phía bên trong. Đó, đưa con dao lách vào phía bên trong này. Sau đó tay của các em sẽ hơi ngửa, hơi bửa cái phần thịt ra này. Chúng ta nhìn rõ cái lách cắt này. Đó, chúng ta sẽ cắt xuống phía dưới. Đi đến cái phần khớp của cái phần khớp đùi ạ, phía dưới đấy ạ. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ đưa cái con dao vào phía bên trong. Ta lách vào cái phần khớp đó. Đấy. Con gà này thực ra là vẫn vào dạng gà dai, nhưng chưa hẳn là gà được cái con gà mềm. Tại vì là Bixi hôm nay cô đi Vinmark hôm trước mấy mua cái Vinmark nó thì không có. Nên cô phải vào Bixi cô đặt họ thì họ bảo là còn một con gà có thể có khả năng làm được. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Phần đùi thứ hai của cô này, miếng đùi thứ hai này. Cắt rời ra nhá, cắt theo cái đường lườn của nó này, cắt xuống này và bửa nó ra để cho nó bật cái phần cái khớp đùi của nó ra này. Đấy, chúng ta lọc được một miếng đùi thứ hai này. Đặt nó ra đây. Rồi. Cái đĩa này thì hơi nhỏ để cho cô sẽ lấy đổi cái đĩa này sang. Cô cho vào cái đĩa to này, đĩa này là to hơn. Để cô xếp nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Sau khi cô đã lấy được hai cái phần đùi ra rồi thì bắt đầu cô làm đến phần cánh. Phần cánh này thì tương tự như vậy thôi, cô lại tiếp tục giữ cái phần cánh. Cô nghiêng con gà ngửa lên này. Cô giữ vào cái phần cánh, xiên vào cái phần đầu cánh của nó nhá. Xiên vào phần đầu cánh. Rồi, sau đó thì cô giữ cái phần cánh lên này. Cô giữ cái phần cánh lên này, đó, cô xiên, cô giữ vào cái giữa hai cái phần cánh nhá. Cái chỗ cái đoạn gấp khúc tay này, cô xiên vào cái đoạn giữa này này, cái đoạn giữa gấp khúc tay đó. Đấy, sau đó là cô bửa lên này và cô lấy con dao, cô đi theo cái phần cánh đó, cô đi xuống cái khớp của nó nhá.
Rồi, ok, đã cắt rời được cái phần khớp ra rồi. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây là cái phần cánh này. Cánh của nó này. Đó nha. Rồi sau đó thì cô sẽ đặt con dao xuống. Cơ bản là chúng ta di chuyển phải đi bằng cái thìa. Chúng ta đỡ cái thìa đập lên này. Đặt đầu cánh này sang bên cạnh. Xếp lên đĩa. Hai cánh nó phải là gì ạ? Hai cái cánh nó phải đối xứng nhau. Tiếp tục cô lại làm tiếp với cái cánh còn lại nhá. Đây. Tiếp tục xiên vào cái phần đó. Phần cánh này. Và chúng ta sẽ hơi bửa lên một chút xíu. Ta nhìn thấy ở đây chúng ta có cái phần lách của nó đấy ạ. Chúng ta cắt vào cái phần đó. Rồi, lách của con gà. Chúng ta bửa ra. Và đây là cái phần cánh thứ hai của con gà quay mềm này. Đây ạ. Phần cánh thứ hai của nó này. Cột xếp nó vào đây. Xếp đối xứng ở góc bên kia. Hai cái cánh đối xứng với nhau. Rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của cô còn lại là gì? Đó là cô cần phải xử lý toàn bộ cái phần lườn. Cô phải lấy lọc hết toàn bộ cái phần lườn ra khỏi con gà để cô xếp lên trên đĩa này để phục vụ cho khách. Cô sẽ bắt đầu với cái lườn bên này. Thông thường ở con gà thì nó sẽ có ở hai cái phần lưng gà ấy các bạn. Nó có hai cái thân chuột nhỏ. Hai cái thân chuột ở sát cái phần lưng của gà, phần eo lườn này này. Nó có cái thân chuột nhỏ. Thì cô sẽ lấy cái thìa cô múc cái phần thân chuột đó ra vì phần thân chuột đó rất là ngon. Mà khách họ rất là muốn ăn đúng không ạ? Cô sẽ lấy cái thìa cô đưa vào, cô múc cái phần thân chuột đó ra nhá. Đây các bạn, hai miếng thân chuột nhỏ đấy ạ. Hai miếng thân chuột nó rất là nạc và nó nhỏ ở phần lưng của con gà đó. Cô múc ra cô để lên đây để tí nữa sẽ phục vụ hai khách. Tương tự như vậy thì bắt đầu cô lọc nốt cái phần liên quan đến cái lườn của gà này. Đặt ra này chúng ta sẽ đi con dao vào sát ở phần lưng của con gà xuống nhá. Đi con dao sát vào phần lưng con gà này, vẻ hơi gầy, hơi ít lườn đây. Đi xuống phía dưới, giữ lấy cái thìa dĩa của chúng ta, giữ ở cái phần lưng, tay chúng ta lướt dao, chúng ta đi sát cái dao vào phần xương của con gà, cứ sát vào phần xương đó và chúng ta lướt xuống phía dưới, ấn về dưới, cứ sát vào phần xương các em đi, lưỡi dao sát vào phần xương ấy ạ. Đó. Mìu. Ơi. Con đuổi nó ra ngoài mẹ đi. Đây các em nhá, đây là một miếng lườn. Miếng lườn gà này. Miếng lườn cạnh của gà này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, nó to như này đấy. Bên trong màu trắng, đây là cái phần thịt trắng của con gà đấy ạ. Đó, cô đã cắt lọc nó ra rồi này. Cô sẽ xếp lên trên cái đĩa này. Xếp lên trên cái phần đĩa đây. Xếp lên trên đĩa. Tiếp tục cô sẽ moi cái phần thân chuột còn lại ở trên cái phần thịt gà. Cô sẽ nhìn lại xem là toàn bộ chỗ này, xem nó còn chỗ thịt nào của nó dính lại. Thì cô sẽ dùng cái thìa. Cô sẽ vét nốt cái phần thịt mà nó đang dính ở trên cái khung xương này ra. Hỏi khách nhìn thấy là gì ạ? Nguyên một con gà của mình mà nó lọc vẫn còn dính nhiều thịt ở kia thì họ sẽ rất là tiếc, có đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải dùng thìa, chúng ta múc sạch những cái phần thịt còn dính ở bên trên cái phần con gà này đi. Đó, để chúng ta múc ra, chúng ta mang ra để chúng ta phục vụ cho khách. Đó. Nhặt nốt cái phần thịt đó ra. Để nó chỉ còn trơ lại cái xương thôi các bạn nhé. Đây ạ, cô có vét ra được thêm một ít các cái thịt. Đó, dính đây, cô sẽ đặt vào đây luôn. Cô sẽ đặt ở phía dưới của sàn đĩa ạ. Rồi tiếp tục bây giờ cô chuyển sang cái phần lườn bên kia. Phần lườn bên này thì tương tự nó cũng sẽ có ở cái phần lưng ấy, một cái phần thân chuột. Cô lại tiếp tục cô lấy thìa cô móc cái phần thân chuột đó ra này. Đó. Đây cái miếng thân chuột nhỏ này. Miếng thân chuột rất là lạc và nhỏ này. Để đến đây. Rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của cô là tiếp tục xử lý cái phần lườn tiếp theo, sẽ đi từ sống lưng của con gà nhá. Lách con dao đi từ sống lưng của con gà xuống này. Đó, lách xuống phía dưới này.
cứ đi con dao sát vào cạnh sườn của con gà đấy, cách cắt vào cái lườn của con gà sát vào đây này. Rồi mưu cái gì, chị đuổi mèo ra ngoài đi con. Đi con dao sát vào cái lườn này. Đó, chúng ta sẽ cố gắng làm sao đừng có cúi gằm quá nhá. Cố gắng người chúng ta thẳng lên để cho cái thao tác chúng ta nhìn cho nó đẹp, để cho đứng trước mặt khách hàng đúng không ạ? Đó, bây giờ chúng ta vẫn có thể vẫn đang chuyện trò với khách hàng giống như cô đang nói chuyện với các em vậy. Chúng ta đi trên con dao xuống này. Đó. Rồi, sau đó là tiếp tục lách cái lưỡi dao sát vào để làm sao chúng ta lấy được nhiều nhất tối đa cái phần thịt ở cái phần đầu của gà, cái phần thịt trắng các bạn. Rồi vậy đó, đây nhá, cái phần lườn thứ hai cô lấy được này, rất là to đúng không ạ, cả một khúc lườn trắng nhá. Cô lại xếp lên đây đối xứng, hai cái phần lườn này sẽ xếp đối xứng ở phía trên, đối xứng nhau. Rồi hai cái cánh để đặt lên bên trên cạnh. Rồi đó, đặt lên trên đầu. Ok, hai thân chuột để lên đây cho nó hấp dẫn, xếp vào. Và bây giờ để quan sát xem gà của chúng ta. Oh my god. Tầm này mà hắt dơ trước mặt khách thế là khách chạy mất dép luôn đấy. Cô sẽ dùng thìa và cái dĩa, cô sẽ lọc toàn bộ những cái phần thịt nào nó còn đang dính lại ở trên cái phần xương của con gà cho nó hết sạch luôn ra. Đấy. Rồi, nhất trí. Ok. Đó. Nhặt hết ra tỉ mỉ đúng không ạ, chúng ta sẽ nhặt hết những phần thịt đó ra và khách hàng họ nhìn thấy là chúng ta có sự kỹ càng này. Đó. Rồi, hết. Ok, còn lại cái xương và cô sẽ đưa nốt cái phần thịt vụn, cái phần rất là nạt và vụn ở phía dưới này cô đưa sang đây, đặt lên phía trên. Đó. Rồi, bây giờ thì sản phẩm gà của chúng ta sau khi lọc đấy các bạn. Cái phần gà sau khi lọc nó chỉ còn trơ lại phần xương thôi, các em nhìn thấy không ạ? Nguyên xương nhá. Hết thịt rồi nhá. Đó, đây nhá, quay. Quay cho khách nhìn thấy, đó. Đây là con sâu cho các em thôi, chứ còn bình thường chúng ta không phải dơ ra cho khách là vâng, xương của bác các bác đây không còn gì đâu. Chúng ta sẽ không có như thế đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ có làm thao tác bình thường, và sau khi chúng ta làm xong nhá, chúng ta sẽ nhấc cái khung xương này đặt sang cái phần đĩa mà chúng ta bỏ bên ngoài đó, lúc ban đầu chúng mang ra đó, đặt nó vào đó và vét toàn bộ những cái phần thừa vụn ở phía trên trên cái dĩa này ra ngoài, được chưa nào, vét hết nó ra ngoài. Rồi sau đó thì các em sẽ làm sạch bộ cái dĩa của các em. Các em chuẩn bị đây thêm một bộ nữa để các em phục vụ sốt cho khách. Đấy. Rồi đây là bộ đồ phục vụ, và sau đó thì cái thớt này của các em bình thường nhá, các em sẽ có cái khăn phục vụ để phía dưới như thế này, và các em sẽ phủ khăn đó lên trên cái thớt sạch, và sau đó các em quay ra các em bê cái phần gà này ra giới thiệu cho khách. Đó, bê ra giới thiệu cho khách là cái phần gà của khách cộng với cái phần rau và cái phần sốt. Sau đó thì chúng ta sẽ phục vụ cho khách hàng đây nhá. Đây cô show cho các bạn xem này, con gà của cô nó đã được lọc ra này, các bạn nhìn thấy không ạ, các bạn nhìn thấy chưa, hai cái phần đùi này. Đấy, cô xếp vào đây này, hai cái phần đùi này. Đùi 1 này, đùi 2 này. Lườn này, hai cái giải lườn dài này. Đó. Và hai cái cánh này, đó. Nguyên si không đi đâu cả, nguyên si chỉ có mỗi cái xương bỏ ra thôi, vẫn còn con gà to tướng đúng không ạ? Con gà này cô có 1 cân thôi. Thế mà nó được nhiều thịt như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Nhá. Đó, các em nhìn thấy đi ạ. Trà My này, Hà Long. Các bạn khác on cam lên cho cô đi ạ, cô không đồng ý đâu ạ. On hết cam lên đi nào. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây nhá. Đây là phần gà đã lọc xong nhá, xếp nhá. Hai cái đùi cạnh nhau này. Hai cái lườn này, tiếp tục này, hai cái cánh ở phía trên này, các bạn nhìn thấy hai cái đầu cánh không ạ? Hai cái cánh ở phía trên này. Đó. Được chưa? Đó, xếp hình con gà.
một đĩa gà được lọc ra nó là như vậy đấy ạ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó nhá. Rồi thì bây giờ thì cô sẽ tiến hành chuẩn bị phục vụ này. Chuẩn bị phục vụ hôm nay thì cô sẽ mời bạn một bạn khách nhí ở đây làm khách. Cô có phần rau củ cô đã chuẩn bị rồi đây ạ. Ở đây cô có bí ngồi, có cà rốt và có rau ấy, rau bí, rau nhỉ, rau bí, bí xanh. Đây nhá. Được chưa ạ? Rau này cô chuẩn bị xong rồi, cô để ra đây này. Gà này, rau này. Được chưa ạ? Bây giờ nhá. Không sao. Cô sẽ nhấc coi như là mình xong thì mình sẽ dọn dẹp cái này đi đúng không ạ? Trước khi mình phục vụ cho khách cho nó gọn thì cô sẽ sử dụng cái bàn này làm cái bàn để cô phục vụ khách này. Đây cô giới thiệu với bạn sốt này. Sốt hôm nay cô chuẩn bị là sốt nấm. Cô có đun, cô mua nấm này, cô xào với cả bơ và tỏi. Sau đó thì cô cho vào đây là gì ạ? Muối tiêu với một chút cỏ thơm. Với cô cho vào đây sữa tươi không đường với cả một chút kem tươi. Đó thì cô làm thành sốt kem nấm nhá. Rồi bây giờ cô sẽ dọn các dụng cụ không cần thiết đi này. Để cô bày đĩa thức ăn cho khách. Đi cô sẽ sử dụng cái bàn này luôn, là cái bàn ngồi để ăn này. Đây ạ. Quay ra đây. Nào. Đĩa bày cho khách này. Như thế này, thì cô sẽ thực hiện thao tác silver cho các bạn. Các bạn vẫn đang nhìn thấy nó đúng không? Rồi, nhất trí. Nào xin mời quý khách ngồi lên đây nhá. Để lấy cái dĩa thật kìa. Nào quý khách bỏ cái dĩa thật cắt lên một cái này. Con cho nó được. Đây cô đã mời được một quý khách ngồi đây rồi. Đó. Các bạn ơi đây nhá. Sốt này. Sốt em sẽ đặt lên một cái đĩa này và có một cái đĩa lót ở phía dưới này với cả một cái thìa này để múc sốt này. Rau củ này cũng có bộ thìa dĩa đi kèm để kẹp gắp này. Và đây là gà quay này. Đó nhá. Đấy. Rồi bây giờ thì cái nhiệm vụ của cô là sẽ phải bê ra giới thiệu cho khách với khách và sau đó là tiến hành phục vụ khách theo kiểu silver service đúng không ạ? Đầu tiên cô sẽ bê gà ra này. Đặt gà lên trên tay của chúng ta. Khay của chúng ta sẽ xoay ngang như vậy, được chưa ạ? Đó. Và cái bộ dụng cụ của chúng ta. Bộ kẹp của chúng ta này. Chúng ta sẽ có thể để ngang cái phần khay như vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra chỗ khách hàng này. Và đứng ở phía trước mặt và giới thiệu cho khách. Kính thưa quý khách, đây là món gà quay của quý khách ạ. Tôi xin phép được phục vụ. Được chưa nào? Đó. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là gì ạ? Đi phục vụ phía bên trái của khách hàng đúng không nào? Đứng ở phía bên trái của khách hàng. Bên này đúng không nào? Cô sẽ đi sang phía bên này. Đứng ở đây. Bên trái của khách hàng này. Sau đó thì các em sẽ đưa cái phần gà vào đúng không ạ? Cái kỹ thuật là các em học rồi nhá. Đưa sát vào mép của bàn này. Được chưa ạ? Và tay chúng ta sẽ thao tác. Các bạn sẽ phải hỏi khách hàng với cái con gà quay như thế này ạ. Nó sẽ có phần đùi, phần cánh và phần lườn. Các em sẽ hỏi khách hàng xem khách hàng muốn ăn phần nào. Để chúng ta sẽ bày cho khách hàng nhé. Dạ vâng, thưa quý khách muốn dùng phần đùi, phần cánh, phần đùi ạ. Vâng. Quý khách của cô muốn dùng phần đùi này.
cô sẽ gắp miếng đùi này, đặt lên trên đĩa này. Nhớ là cái phần thịt đùi này sẽ được hướng cái chân của nó, cái cẳng của nó này, cái cẳng mà nó nhọn nhọn đấy các bạn nhìn thấy không ạ, cái phần cẳng này này, nó sẽ được quay ra hướng sang ngang nhé, đừng có chọc vào mặt khách hàng nhé, đặt ở hướng bao nhiêu giờ ạ? Hướng 6 giờ, nó hướng gần sát vào lòng của khách nhé. Rồi, xin mời quý khách. Đó. Quý khách có muốn dùng thêm ạ, mình khăn chuột này nữa nhé. Rồi, đây, đặt lên đây. Đó. Rồi. Đó là phần gà, quý khách chỉ muốn ăn đùi với thêm cái khăn chuột nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi khách thì nguyên một cái đĩa này là phần của khách mà. Mỗi khách họ sẽ có một cánh, một đùi, một lườn. Thì chúng ta cứ hỏi khách xem muốn ăn phần nào trước, đúng không ạ? Vừa rồi cô phục vụ phần đùi và phần thân chuột nhỏ rồi, đúng không ạ? Sau đó thì phục vụ, nếu đây là bàn hai khách, cô sẽ tiếp tục sang khách thứ hai, đi ngược chỉ với đồng hồ sang khách đối diện để chúng ta tiếp tục mời khách, hỏi khách xem muốn ăn phần thịt nào và chúng ta sẽ phục vụ lần lượt cho khách, đảm bảo trật tự ngôi thứ các bạn nhé. Trật tự ngôi thứ là như thế nào? Bạn Hữu Long cho cô biết nào. Phục vụ đảm bảo trật tự ngôi thứ là như thế nào? Phụ nữ trước, nữ già trước, nữ trẻ sau, đúng không ạ? Vâng, sau đó thì mới đến nam giới già và nam giới trẻ. Đó thì chúng ta cái lần đầu tiên này chúng ta làm nhé để phục vụ. Rồi sau đó sau khi phục vụ xong cái phần thịt rồi, cô sẽ để ra này. Và tiếp tục cô sẽ phục vụ sang phần rau, đúng không ạ? Chào thưa quý khách, đây là suất rau ăn kèm của quý khách ạ. Tôi xin phép được phục vụ, được chưa ạ? Tiếp tục. Rau thì các em sẽ bày, kỹ thuật silver các em biết rồi đúng không ạ? Các em sẽ phải bày rau đan xen cái màu sắc ra và bày ở góc phía bên phải bên kia của cái đĩa của các khách nhá. Sẽ đan xen màu sắc ra này. Chúng ta sẽ cho màu một màu lọ, một màu lọ màu kia này. Đó. Ở đây cô sẽ chuẩn bị là hai miếng màu xanh này, màu đỏ này. Chúng ta vừa đặt xuống vừa thao tác bày biện cho khách hàng làm sao cho nó đẹp mắt. Đó, và một miếng này nữa. Rồi, bữa thức ăn của khách hàng. Ok, xin mời quý khách ạ. Rồi, đó. Và chúng ta lại phục vụ tiếp tục lần lượt rau cho các khách hàng bên cạnh nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta phục vụ đến sốt. Sốt thì các em nhớ là khi mà chúng ta sốt để ra một lúc là thường thường sốt kem nó sẽ đóng lại, thì chúng ta sẽ có thao tác là đảo sốt lên trước khi chúng ta phục vụ. Nhưng đầu tiên thì chúng ta chưa làm vội, chúng ta sẽ phải ra giới thiệu sốt đã. Dạ, kính thưa quý khách, đây là món sốt nấm sốt gà kem nấm ạ. Xin mời quý khách. Vâng, đó. Thế nào, cô sẽ bắt đầu tiến hành phục vụ sốt này. Đúng từ bên trái này. Đầu tiên chúng ta sẽ dưới một phần sốt nhỏ lên trên miếng gà nhá. Chúng ta sẽ trộn đều sốt lên này. Sau đó là dưới một phần nhỏ lên trên miếng gà. Dưới bên trái ra bên phải. Đó, dưới lên một phần nhỏ lên trên cái phần đĩa của khách. Và sau đó một phần sốt còn lại thì các em sẽ đặt ở bên cạnh đây và các em vẽ cái hình. Đó, đưa xuống cho khách hàng. Dạ, quý khách có muốn dùng thêm sốt không ạ? Vâng, được rồi ạ, mình khách chấm thêm vào đây nhé. Và xin mời quý khách. Đó, vậy đó. Thế là chúng ta đã sau khi đã phục vụ xong cái suất ăn rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúc quý khách ngon miệng, đúng không ạ? Và các bạn rời đi nhé. Đây là ghế thức ăn, cô lại mượn một chút xíu. Đây là đĩa thức ăn mà cô vừa bày đấy ạ. Có một cái phần đùi này hướng 6 giờ là về phía lòng khách này, phần đùi rất là to đúng không ạ? Sau đó là rau củ này bày ở phía bên phải của đĩa này, và phần sốt của nó đấy ạ, để ở phía bên cạnh như này. Đó, phần sốt này, và cô có dưới một phần sốt nhỏ lên trên cái miếng gà nhá. Đó, thì đấy là cái sốt gà quay sốt nấm của cô, được chưa ạ? Gà quay sốt nấm, ok, rồi, nhất trí. Rồi, bây giờ xin mời quý khách thưởng thức đi ạ. Đó, xin mời quý khách thưởng thức nhé. Xong rồi, chiến đấu thôi, các đồng chí. Nào các em có đồ, các em bỏ cái phần cam của chúng ta xuống cái phần thao tác của mình đi ạ. Các bạn cho cam xuống đi ạ, để cô quan sát nào. Rồi, nếu như bạn nào mà có cái bàn để kê hẳn ra phía ngoài thì tốt nhá. Các em tiến hành làm đi, cô sẽ bỏ cái phần ghi máy của cô ra. Rồi, cô mời các em.
các bạn tiến hành thao tác đi ạ. Gà của em đang cho là nướng rồi à? Có tẩm ướp gì chưa Linh?